Hello, em xin chào tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Zippo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Kênh của em thì chuyên bán các mặt hàng Zippo chính hãng, chuẩn zin dưới đa. Và trong clip ngày hôm nay thì ngoài việc mô tả chi tiết chiếc Zippo này ra thì bên cạnh đó em cũng sẽ thông báo giá cụ thể đến với anh em luôn ạ. Và những anh em mới biết đến kênh của em đầu tiên thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để mình tiện theo dõi những mẫu mã Zippo có trong kênh của em nhiều hơn nha. Và bên góc bên tay phải thì em cũng có ghi một clip giới thiệu hướng dẫn anh em vào một kênh YouTube Bắc Kỳ. Khi vào được kênh đó rồi thì mình sẽ vào được album video để xem nhiều hơn. Và chiếc ngày hôm nay thì em giới thiệu đến anh em là một chiếc Zippo với chất liệu là cốt đồng mạ chrome HB bóng. Và trên bề mặt của nó thì được in hắc nhiệt phủ sơn về một chủ đề rất là nổi tiếng. Và về dòng xe mô tô Harley Davidson. Rất là đẹp nha anh em, được phủ sơn với 3 màu. Và màu cam thì là màu cam dạ quang, rất là sang trọng. Nó có điểm nhấn ạ. Rất là đẹp luôn nha. Và chủ đề của nó về Harley Davidson thì nó nằm ở trên nắp, còn phần ở dưới thì thấy chữ V, V Twin Power, là dòng này là theo em tìm hiểu sơ lược thì nó nói về bộ máy của xe mô tô Harley cũng tương tự. Ở dưới này nó có hai màu là hình chữ V, giống như là bộ máy xe mô tô Harley là nó có hai cái bộ máy nó ghép lại là nó giống hình chữ V rất là đẹp ạ. Và cái đường phủ sơn dưới này thì chắc là do bảo quản không kỹ nên là nó có hơi chốc nhẹ nha anh em. Và theo thời gian 5 tháng lâu rồi. Và chiếc này thì được sản xuất vào năm 1997, tháng B, 13 La Mã là năm 1997 à. Thì tính từ thời điểm năm 1997 đến thời điểm hiện tại cũng mấy chục năm. À, thì đường cái chốc sơn này thì chứng tỏ là cái phủ sơn nó rất là chắc chắn. Zin hãng ạ. Chủ đề zin nha anh em. Những anh em mà có theo dõi clip khui hàng của em thì sẽ thấy cây này trong clip khui hàng ạ. Và hôm nay thì em mới lên clip để mô tả chi tiết hơn. Và về tình trạng thì nói về với tình trạng là máy mới nha anh em, chưa lên lửa và tem tem seal của hãng thì còn nguyên mà nó chỉ rách ngay chỗ phần mở nắp ạ. À. Đây, mặt trước của nó thì có hiện tượng xước tơ lông mèo nha anh em. Nhẹ nhàng lắm ạ. Tại vì dòng HB nên cái đường xước của nó là mình rất dễ thấy. Và anh em cũng thấy là khi mà vận chuyển hàng về từ Mỹ về Việt Nam, người ta gói hàng rất là đơn giản chứ không gói kỹ. Nên không tránh được việc nó không bị xước. Nó có sẽ có sự va chạm ạ. Rất là đẹp, mặt trước thì có xước rất là nhẹ khúc ở trên. Giờ đây cạnh viền bóng lưỡng. Giờ mặt sau. Mặt sau đẹp. Anh em nhìn nè, cái bản lề của nó ha, bản lề năm chấu bấm điện rất là khép kín và chắc chắn nha anh em. Để em zoom lại thì anh em sẽ nhìn thấy rõ hơn. Đây à. Tại những mặt hàng này là những mặt hàng có giá trị thì em sẽ quay chậm và kỹ lưỡng đến với anh em để anh em tham khảo một cách rõ ràng chi tiết. Chứ em không quay nhanh. Tại bên em là hàng về sau thì đa số là em để nguyên vậy. Dạ, quá là đẹp. Âm tốt. Dạ, chiếc Zippo này cầm trên tay nhìn rất là đẹp ạ. À, sang trọng. Nhìn nó rất cá tính ạ. Dạ. Chiếc rùa của nó anh em nhìn nè, vẫn còn bụi nha, bụi theo bụi đá của nó à.
bên trong lòng vỏ, bản lề trên, bản lề dưới vẫn còn bụi bám ạ. Chiếc ruột thép zin 13 La Mã là năm 1997 tháng C. Và vỏ ruột trùng năm khắc tháng bình thường, chủng giai đoạn. Em chùi ra để anh em nhìn thấy. Đây, một chiếc ruột quá là đẹp nha anh em. Rồi để em chùi bụi ra luôn để anh em nhìn kỹ rõ ràng hơn. Buồng đốt nó có xước rất là nhẹ nhàng, va chạm với thành nắp nha. Và đây và bên trong của nó là lưỡi gà vuông to, hai bên mép có chặt góc, tim có dây đồng, bụi bám quá nhiều, bụi đá của nó tạo nên à. Chiếc này thì hiện tại là chưa được thông đá nha anh em, và những cái bụi đá nó còn bám trên cái viền ống đá đấy ạ. Cái viên đá hồi xưa mà từ lúc nó sản xuất ra thì hãng sẽ bỏ một viên đá vào, là viên đá nó bị xì ra theo thời gian 5 tháng. Chặn xong và ốc đá rất là mượt. Nhìn cái ốc đá anh em nhìn nè, rất là mê luôn. Ở đây quá đẹp nha anh em. Và chiếc Jippo chủ đề xe mô tô Harley Davidson năm 1997, máy với tình trạng là mới chưa lên lửa. Còn vấn đề về xước thì anh em cảm nhận được trong clip của em nha. Và chiếc này thì em xin phép giá chia lửa với anh em là 1,7 triệu à. Em bao phí vận chuyển. Bên cạnh đó thì em sẽ tặng kèm anh em một hộp giấy đen zin hẳn như thế này. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Jippo đã tin tưởng ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.